Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump hé lộ sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống. Ông Trump nhận tin sốc, thành viên kỳ cựu của Đảng Cộng hòa đột nhiên quay sang ủng hộ bà Harris. Cơn sốt bầu cử Mỹ khiến giá vàng thế giới tăng cao nhất lịch sử. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. mới đây cựu tổng thống trump trong lần xuất hiện vào thứ sáu trên podcast the joe rogan experience của joe rogan đã thừa nhận rằng sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là chọn những người xấu không trung thành vào chính quyền của mình cụ thể khi cựu tổng thống mỹ donald trump được hỏi về nội các của mình và liệu ông có cảm thấy mình đã đưa ra những lựa chọn sai lầm hay không ông trump đã khẳng định thành công trong nhiệm kỳ của mình nhưng sau đó thừa nhận mắc sai lầm trong quá trình lựa chọn các quan chức phục vụ trong chính quyền Ông nói, sai lầm lớn nhất mà tôi đã mắc phải là đã chọn một số người mà tôi không nên chọn. Đó là những người tân bảo thủ, những người tồi tệ hoặc những người không trung thành. Sau đó, cựu Tổng thống đặc biệt nhắc đến cựu tránh văn phòng Nhà Trắng dưới thời ông Trump là John Kelly, nguyên là tướng thủy quân lục chiến. Người này đã tiết lộ ông Trump từng nói rằng chùm phát xít ở Đức Adolf Hitler cũng đã làm vài điều tốt. Theo một bài báo trên tờ The Atlantic, Ông Trump thời đương nhiệm được cho là đã khen ngợi các tướng lĩnh của Adolf Hitler vì lòng trung thành của họ. Ông Kelly cũng nói với tờ New York Times trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông Trump đáp ứng được định nghĩa về một kẻ phát xít và không hiểu gì về hiến pháp hay khái niệm pháp quyền. Để đáp trả, cựu tổng thống Trump gọi ông Kelly là kẻ thấp hèn và kẻ thoái hóa. Ông Trump còn đưa ra ví dụ khác về lựa chọn nhân sự sai là John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia. Ông Trump gọi Bolton là gã ngốc nhưng vẫn hữu dụng trong khía cạnh nhất định. Bolton được Trump bổ nhiệm tháng 3 năm 2018 và bị sa thải tháng 9 năm 2019, hiện là người chỉ trích mạnh mẽ cựu Tổng thống. Cựu Thống đốc California, ông Arnold Schwarzenegger, một đảng viên Cộng hòa kỳ cựu, vừa bất ngờ tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris trên đường đua vào Nhà Trắng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng, với cựu Tổng thống Trump đang vấp phải nhiều chỉ trích về các phát ngôn gây tranh cãi ông Anon Schwarzenegger khẳng định trong tâm thư dài trên mạng xã hội X, tôi là người Mỹ trước khi là đảng viên Cộng hòa, đó là lý do tại sao cuối tuần này tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim quan Ngôi sao kẻ hủy diệt 77 tuổi đặc biệt bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Đảng Cộng hòa từ chối công nhận kết quả bầu cử năm 2020, gián tiếp thúc đẩy cuộc bạo loạn đáng xấu hổ nhắm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông cũng chỉ trích gay gắt phát ngôn của ông Trump về việc gọi nước Mỹ là thùng rác của thế giới, trong bối cảnh tranh luận về chính sách biên giới. Ông Schwarzenegger nhấn mạnh việc bác bỏ kết quả của một cuộc bầu cử là hành động phản Mỹ lớn nhất. Đối với một người như tôi, nước Mỹ vẫn luôn là nơi tốt đẹp và giang tay chào đón bất cứ ai. Việc gọi đất nước chúng ta là thùng rác của thế giới là hành động vô cùng thiếu lòng yêu nước, khiến tôi vô cùng tức giận. Ngoài ra, cựu thống đốc còn thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với cả hai đảng chính trị. Ông chỉ ra rằng không đảng nào giải quyết được tình trạng thâm hụt ngân sách đang dần tồi tệ trong khi một số chính sách của đảng Dân chủ đang dẫn đến tình trạng tội phạm gia tăng. Ông viết, tôi thất vọng với tất cả những người đã nắm quyền trong hơn một thập kỷ. Họ chỉ thích tuyên bố hùng hồn khi tranh cử hơn là thực hiện những dịch vụ công thiết thực để cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ. Cựu thống đốc bang California, bang có nhiều cử tri nhất nước Mỹ, cảnh báo rằng một nhiệm kỳ mới của ông Trump sẽ chỉ mang lại 4 năm nhàm nhí, và làm trầm trọng thêm tình trạng chia rẽ trong xã hội Mỹ. Ông chỉ trích ứng viên Đảng Cộng hòa về nhiều khía cạnh, đặc biệt là chính sách thuế có lợi cho giới thượng lưu, đồng thời thái độ thù địch của ông Trump đối với những đảng phái khác chỉ làm suy yếu nước Mỹ trên bàn cờ địa chính trị thế giới. Được biết, ông Arnold Schwarzenegger, xuất thân là người nhập cư từ nước Áo đến Mỹ, đã xây dựng sự nghiệp thành công, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực, từ nhà vô địch thể hình thế giới đến ngôi sao điện ảnh Hollywood, và sau đó là sự nghiệp chính trị khi nhậm chức thống đốc California trong 8 năm, 2003 đến 2011. Năm 2016, ông cũng từng tách thế Trump làm người dẫn sâu truyền hình nổi tiếng The New Celebrity Apprentice. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra chính thức vào ngày 5 tháng 11 sẽ là một trong những sự kiện chính trị quan trọng và căng thẳng nhất trong giai đoạn hiện nay. Với bối cảnh chính trị chia rẽ sâu sắc và những thách thức kinh tế, xã hội phức tạp, cả hai ứng cử viên từ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều đang nỗ lực vận động để thu hút sự ủng hộ của cử tri. Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, sáng 31 tháng 10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết, tên lửa được phóng từ vị trí gần thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 7 giờ 10 phút sáng theo giờ địa phương. Chính phủ Nhật Bản sau đó cho biết, tên lửa đã rơi xuống biển lúc 8 giờ 37 phút sáng. Trước đó, cơ quan tình báo quốc phòng Hàn Quốc cũng xác định Triều Tiên đã đặt bệ phóng di động tại địa điểm chuẩn bị phóng thử. Vào thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa đạn đạo này có tầm bắn xa với góc bắn cao cùng quỹ đạo cong và hiện chưa xác định được điểm rơi của tên lửa. Thông báo cũng khẳng định, quân đội Hàn Quốc đang duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất, đồng thời liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ và Nhật Bản về vụ phóng của Bình Nhưỡng. Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đánh giá, đây có thể là một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Chính phủ Nhật Bản cho biết, tên lửa rơi xuống vị trí cách đảo Okushiri khoảng 300 km về phía Tây, ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và hướng về phía bờ biển nước Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Gen lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, cho rằng điều này không chỉ đe dọa Nhật Bản mà cả cộng đồng quốc tế. Ông cho biết, vụ phóng này... Mới đây, giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục và đang hướng đến tháng tốt nhất trong 7 tháng do nhu cầu trú ẩn an toàn trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ để biết manh mối về lộ trình lãi suất. Trong phiên giao dịch ngày 31 tháng 10, vàng giao dịch tiếp tục tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục là 2.790,15 đô la Mỹ một ounce giá đã tăng 6% trong tháng cho đến nay. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% xuống còn 2.797,80 đô la Mỹ. Kim Vinh Quang, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, giá vàng phụ thuộc nhiều vào kết quả bầu cử Mỹ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bước vào đoạn bước vào đoạn cuối với các cuộc thăm dò gần đây cho thấy cuộc đua giữa Donald Trump và Kamala Harris diễn ra gay cấn. Một yếu tố khác góp phần vào đợt tăng giá kỷ lục của vàng là kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm của Mỹ, lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không có lợi suất. Các nhà hoạch định chính sách của Fed gần đây như chắc chắn giảm 25% chi phí vay ngắn hạn vì báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021 trong tháng 9. Việc tăng giá lịch sử khoảng 35% của vàng trong năm nay là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, tạo nên một cơn vũ bão. Điển hình là xung đột chính trị, địa chính trị, bình thường hóa lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, nhu cầu tích trữ vàng mạnh mẽ kéo dài từ các ngân hàng trung ương toàn cầu sự không chắc chắn về kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới và khả năng có thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới là những động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng cao. Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng từ 3.080 đô la Mỹ xuống 3.000 đô la Mỹ vào tháng 12 năm 2025, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường lạc quan. Họ cũng dự đoán mức tăng 7% từ các quỹ giao dịch trao đổi ETF của phương Tây. Mới đây, cổ phiếu công ty truyền thông của Trump tăng 21%, kéo vốn hóa lên 9,45 tỷ đô la Mỹ, tương đương ích của Elon Musk vào ngày 28 tháng 10. Thực tế là Trump Media and Technology Group, công ty của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đang thua lỗ và chỉ tạo ra rất ít doanh thu. Mạng xã hội Truth Social, sản phẩm chính của công ty này, cũng vẫn là người chơi rất nhỏ trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Tuy nhiên, Wall Street đang định giá công ty này tại 9,45 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 3 lần so với cách đây 5 tuần. Theo dữ liệu khác, giá cổ phiếu của Trump Media đã tăng 333% kể từ mức thấp nhất vào cuối tháng 9, nâng định giá của công ty lên 10,6 tỷ đô la Mỹ vào ngày 29 tháng 10, theo dữ liệu từ Whitechart. Con số này vượt qua mức định giá gần đây nhất của Fidelity Investment đối với X, khoảng 9,4 tỷ đô la Mỹ. Fidelity là một trong những cổ đông của X, Thường xuyên cập nhật định giá của mạng xã hội này. Giới phân tích nhận định màn lội ngược dòng này cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ tái đắc cử. Diễn biến của cổ phiếu Trump Media không dựa trên các yếu tố nền tảng mà theo triển vọng chính trị của cựu tổng thống Mỹ, nói cách khác, Trump Media phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về kết quả cuộc bầu cử. Vốn hóa của công ty này hiện tương đương với X, đối thủ lớn gấp nhiều lần Trump Media. Cổ phiếu đã tăng mạnh sau sự kiện của ông tại Madison Square Garden ở New York và giao dịch cổ phiếu đã bị tạm dừng nhiều lần vào ngày 29 tháng 10 do mức biến động quá cao. Theo các báo cáo tài chính gửi Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ, SEC, Trump Media ghi nhận khoản lỗ 344 triệu đô la Mỹ từ 1,6 triệu đô la Mỹ doanh thu trong nửa đầu năm 2024. Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn đổ xô mua cổ phiếu của công ty và ông Trump đang được hưởng lợi lớn. Tài sản của ông đã gần như tăng gấp đôi trong vài tháng qua, đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu Trump Media. Jen Master, đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Deepwater Asset Management cho biết trên CNN, Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy, giá trị của công ty này hoàn toàn dựa trên kết quả bầu cử. Trump hiện sở hữu 57% cổ phần công ty, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ. Theo Fox, con số này hiện tương đương hơn nửa tài sản của ông. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ đến nay vẫn cam kết không bán cổ phiếu. Điều này càng giúp Trump Media tăng giá. Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm ông vào tháng 1 năm tới, bất kể người nào chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean Pierre nói với báo chí để thể hiện cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Jean Pierre nói, Tổng thống tin vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và đó là điều mà các bạn sẽ thấy ông ấy làm, không phải vì ông ấy mà là vì người dân Mỹ. Đó là điều mà người dân Mỹ cần thấy bất kể ai thắng cử. Bà Jean-Pierre cho biết việc tham dự lễ nhậm chức của Tân tổng thống là một phần của quá trình chuyển giao quyền lực và ông ấy chắc chắn sẽ tham gia lễ nhậm chức. Theo truyền thống, các tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân tổng thống Mỹ tại đồi Capitol nhưng ông Donald Trump đã không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden vào tháng 1 năm 2021. Sau khi thất cử, ông Trump đã lên trực thăng rời khỏi Nhà Trắng vài giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, Phó Tổng thống của ông Trump là Mike Pence đã cùng phu nhân Karen tham dự buổi lễ. Thời điểm đó, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden đã phá vỡ truyền thống hơn 150 năm ở Mỹ. Tổng thống Mỹ đầu tiên từng làm như vậy là John Adams. Theo sử gia cấp cao tại Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, trong hiến pháp Mỹ, không có quy định tổng thống sắp mãn nhiệm phải dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Về mặt pháp lý, họ không buộc phải có mặt ở đó. Nhưng sự có mặt của họ lại là một điều quan trọng vì nó cho thấy niềm tin vào nền dân chủ. Trở lại với cuộc bầu cử ở thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Phó Tổng thống bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đang bám đuôi sát nút ở tất cả 7 bang chiến trường. Đây là cuộc đối đầu gay cấn giữa hai ứng cử viên để quyết định Ai sẽ là người điều hành đất nước giàu có và hùng mạnh nhất thế giới trong 4 năm tới? Nếu đắc cử, bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Trong khi đó, ông Trump đang tìm cách trở lại Nhà Trắng sau một nhiệm kỳ tổng thống Mỹ từ 2017 tới 2021. Cuối tháng 7 vừa qua, tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rời khỏi cuộc đua bầu cử với ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump để nhường vị trí cho phó tổng thống Kamala Harris. Ngay lập tức, bà Harris đã tạo ra một cơn sốt khi liên tục dẫn trước ông Trump từ thời điểm đó trong các cuộc thăm dò bầu cử. Cho tới vài tuần gần đây, khoảng cách giữa hai ứng cử viên mới dần thu hẹp. Theo đó, nhà báo Harry Enten, phụ trách dữ liệu chính trị cấp cao của hãng tin CNN, đã xem xét khả năng các nhà thăm dò ý kiến có thể đang đánh giá thấp cơ hội của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump vào năm 2024, giống như kết quả mà CNN đã thu được vào năm 2016 và 2020. Cụ thể, ông Enten chia sẻ, Tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu một đảng có vượt qua được các cuộc thăm dò trong ba chu kỳ bầu cử tổng thống liên tiếp ở các tiểu bang chiến trường quan trọng hay không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1972. Vì vậy, nếu các cuộc thăm dò đánh giá thấp ông Donald Trump một lần nữa, thì đó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, ông Enten cũng như một số người cho rằng bản thân cựu tổng thống Trump là người chưa từng có tỷ lệ trong lịch sử. Dù vậy, ông Enten cũng nói thêm rằng những người thăm dò ý kiến thường nhận ra rằng họ không tính đến một bộ phận cử tri nào đó và điều chỉnh lại dự đoán của mình. Từ đó, ông Enten đưa ra giả thuyết rằng tôi nghĩ điều đó giúp giải thích tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy cùng một đảng bị đánh giá thấp 3 lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử tổng thống, ít nhất là trong 52 năm qua. Hồi giữa tháng 10 năm 2016, tức chỉ gần một tháng trước sự kiện bầu cử năm đó, Ông Donald Trump chỉ có 35% tỷ lệ ủng hộ trên phạm vi toàn quốc, so với 46% của bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, sau cùng thì ông Donald Trump vẫn giành chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri, còn bà Clinton chỉ có 232 phiếu. Cho tới năm 2020, tỷ lệ thăm dò trên các bang dao động tại nước Mỹ cũng cho thấy sự cạnh tranh sát sao giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden. Tuy nhiên, các kết quả sát ngày bầu cử ghi nhận sự nhỉnh hơn vài điểm phần trăm của ông Joe Biden trước ông Donald Trump tính trên phạm vi toàn quốc. Sau cùng, ứng cử viên Đảng Cộng hòa thực sự đã để thua trước tổng thống đương nhiệm hiện tại với kết quả 232 phiếu đại cử tri và 306 phiếu đại cử tri. Ở thời điểm hiện tại, đã có một bộ phận cử tri đi bỏ phiếu sớm. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho hay rất khó dự đoán kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử chỉ dựa trên dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm bởi nó có sai số và phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng đảng. Ngoài ra, nó cho thấy sơ bộ bức tranh tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng cử viên Tờ The Hill nói rằng Đảng Dân Chủ đang có lợi thế khi khoảng 39,5% số phiếu được bỏ sớm đến từ những người ủng hộ đảng này.